đây có bán Nokia 3310 không? Còn mua này. Màu cam nha. Xin chào các bạn, hôm nay tôi đi săn lùng cái điện thoại quý hiếm nổi tiếng đình đám nhất Nokia 3310. Sau 17 năm vắng bóng và em ấy đã trở lại năm 2017 này với một bước bứt phá cực đỉnh mà tôi nghĩ ai thành người cá cũng đều nên mua dùng. Mới đi ký hợp đồng thiết kế web về là tích tốc chạy đi kiếm mua liền. Một phần cái phone tôi mua nhầm tháng trước cũng là Nokia 3310 nhưng mà là hàng nhái của Trung Quốc, làm khách nhắn tin hoài không được. Với lại muốn mua cái điện thoại màu cam yêu thích, tượng trưng cho tiên cá biết tất cả, biểu tượng logo của công ty Tion, nên phải chạy đi kiếm nãy giờ cả chục cái shop rồi đó. Người thường thì thích quan trọng xe xua ba cái điện thoại smartphone đời mới, còn Tion chỉ cần có cái phone pin trâu bò mà đầy đủ tính năng cơ bản để xài là mừng rồi. Hiện tại một ngày số phone 0909233501 của Tion bị nhá máy liên tục đến nỗi hao pin, chai pin, cháy sim. Nên chỉ có Nokia 3310 pin chờ lên tới 25 giờ đồng hồ, sạc pin ổn định rồi có thể tám chuyện liên tục mới có thể chống đỡ nổi cái lượng phân cuồng người cá tiên cá. Tôi cũng nghĩ mua mấy cái phone chống nước sẽ hợp với lĩnh vực bơi lội hơn, nhưng đa số chúng toàn là smartphone, hao pin, rồi nóng máy, rồi giá thành cũng cao nữa. Chẳng lẽ thời gian không có chăm sóc thú vật mà cứ canh chừng 8-9 giờ đồng hồ lại đi sạc điện thoại một lần. Bởi vậy mấy người cá muốn tiết kiệm thời gian, sống tích cực rồi bơi lội nhiều hơn thì phải xài cái phone này. Chả cần phải quan tâm trông coi sợ mất cấp vì nó quá rẻ mà. Cái hàng nhái tôi mua có 300 ngàn. Nhưng mà tôi thích mua hàng thiệt hơn nên tôi phải đi kiếm. Thì cái giá người ta thông báo cũng chỉ có 900 ngàn thôi. Lỡ có mất cũng không tiếc. Điện thoại xài như vậy là tốt rồi, còn thích lên mạng, lướt web, sau dự án này kia thì mình dùng iPad. Chứ tại sao mà gom mọi thứ vô một cái điện thoại rồi nó mau hết pin rồi uổng phí rồi mất tiền. Mà bây giờ tôi thấy người ta đua nhau xài smartphone dữ quá. Mỗi lần tới sinh nhật tôi là Apple lại cho ra đời một cái phone mới. Sắp tới lại ra cái iPhone 8 nữa nè. Rồi mấy chị em để đua nhau mua về rồi nâng niu như trứng mỏng. Rồi mấy anh đảo chích cứ canh chừng canh me, giật điện thoại té dập mặt này kia. Trời ơi, ngoài đường nó giống như là một cái địa ngục. Anh bất ổn, bất an, con người nội tâm tham sân si, ích kỷ, ganh tị, ghen ghét này kia cũng do mấy cái món vật chất này mà ra. Để dành tiền để mua được những cái món xa xỉ này phí thời gian dễ sợ. Tại sao cái phương tiện nghe gọi liên lạc thôi mà phải coi trọng hơn cả việc cứu thiên nhiên động vật? Một cái phone mấy chục triệu là cứu được gần cả tấn cá, cả vạn sinh vật. Rồi cứ mỗi năm hãng Apple lại xả ra một đống rác điện thoại smartphone cũ, chưa kể mấy hãng khác. Trong khi một cái phone chuẩn như Nokia 3310 có thể xài cả đời người, tiết kiệm biết bao nhiêu tài nguyên cho trái đất. Bởi vậy đua đòi phone hiệu làm chi, chỉ làm cho cuộc sống càng khó khăn hơn, chả tiện lợi gì cả. Tôi phải đợi 17 năm để cái phone Nokia này nó tái sinh thêm lần nữa, phục vụ cho việc làm của mình hôm nay. Cuối cùng em ấy đã chào đời. Nhưng ai ngờ mua nhầm hàng nhái, giờ phải đi kiếm mua lại. Phiếu rút thăm trúng năm giải chuyến du lịch đi Nha Trang à? Hợp lý đó. Ok à, em nhận 1 triệu hàng nha. Xài cái phone này tuy thấy rẻ mà không dở, tuy thấy bèo mà không nghèo, giúp cho mọi người bớt soi mói, sinh tâm phân biệt, sân si, ganh ghét, ham muốn. Chứ giờ ra cái iPhone 8 thử xem, mọi người sẽ đua nhau mua được bằng mọi giá, rồi bị ba cái ngân hàng ác ôm lợi dụng mua bán trả góp. Tới lúc trả xong cái điện thoại thì bằng mua thêm một phần nữa cái điện thoại mới nữa. Rồi cái điện thoại nó cũng mất giá trị, nó xuống đời. Làm vậy chi khổ vậy bà con. Bớt chấp, bớt tham đi, bớt sân si đi, cuộc sống mình nó sẽ nhẹ nhàng lắm luôn á. Làm người thường thích nghe phone, được người ta gọi lắm hả? Còn Tion, làm tiên cá nè, Tion sợ muốn chết luôn. Nhưng vì cái phone là cơ hội để các bạn muốn thành người cá liên hệ, các khách hàng gọi Tion để hỗ trợ làm web, làm phần mềm, giúp cho xã hội nó ổn định, an cư, lập nghiệp. Chứ chả bao giờ tôi chủ động gọi cho ai. Tôi sợ sóng điện thoại làm hư con mắt thứ ba của mình lắm, nên không bao giờ nói chuyện qua phone hơn 1 phút đồng hồ kể từ khi thành tiên cá. Ok, cuối cùng cũng tìm được em Nokia 3310 chính hãng rồi. Đợi em mòn mỏi 17 năm rồi em mới chịu tái sanh để phục vụ cho tiên cá hả em? Yêu em quá em ơi. Có em rồi thì iPhone hay Vertu này kia đối với Tion chỉ là cùi bắp mà thôi. Xài cái phone cho xịn, kẹt tiền rồi cũng cầm đồ giá rẻ mạt, chứ có được cái gì. Tiết kiệm tiền thả thú, như vậy mà có ích cho cộng đồng hơn, đúng không các bạn? Tại sao có những người lại tạo ra những cái điện thoại mắc tiền như vậy? Tôi thấy những người đó là những người ngu ngốc, tạo ra sự cạnh tranh ham muốn trong xã hội. Điện thoại có xài được rồi, trong khi xã hội nhiều người còn đang khổ cực, nhiều người còn đang kiếm từng miếng ăn mỗi ngày. Nhìn mấy cái ông mà ăn xin ăn mài, không được người ta bố thí cho ăn, mấy ông phải moi cái thùng rác đâu ăn, rất là đáng thương.
thì tôi thấy là những người mà xài những cái đồ xa xỉ phẩm như vậy, chắc họ không có con mắt nhìn đời, họ có cơ hội thành công trong cuộc sống mà họ không biết gì đến việc giúp đỡ những người khó khăn. Họ xài những cái đồ mắc tiền như vậy để chứng tỏ rằng mình giàu có, chứng tỏ những điều đó chỉ làm cho mình càng không thể giải thoát được, bị kẹt tâm chấp tướng. Khi lúc chết á, cái thần thức của mình nó bị chấp vô những món đồ đó, quý những món đồ đó, lại bị đọa lạc làm thân súc sanh, hoặc là không chịu rời khỏi thế giới này mà cứ bám víu làm một cái hồn ma vất vưởng tối ngày đói khát, rồi ham muốn những cái thứ vật chất phù phiếm. Thiệt là khổ, tôi biết đến khi nào mới có thể giải thoát được khỏi nỗi khổ này đây. Tôi đã gặp rất nhiều hồn ma, khi trở thành tiên cá họ đều đến van xin Tiôn, muốn Tiôn đưa họ đến những cái thế giới tốt hơn, nhưng Tiôn không thể giúp họ trong khi họ còn quá tham chấp. Bởi vậy, sẵn chia sẻ luôn cho các bạn biết khi trở thành tiên cá mình sẽ như thế nào, và các đệ tử Tiôn chắc chắn tương lai các em sẽ có được nhiều thành tựu hơn Tiôn bây giờ. Việc thành tiên cá của Tiôn đến quá muộn, nhưng đối với các em chắc chắn sẽ nhanh hơn Tiôn rất nhiều, vì các em đã có được kinh nghiệm thành tựu của Tiôn. Những cái đó sẽ giúp các em mau chóng làm chủ được thân tâm ý của mình. Chúc mừng các em nha. Xài điện thoại Nokia 3310 đi các em. Từ bỏ những cái ham muốn vật chất, xài những cái gì giản dị và cần thiết cho mình là cách tốt nhất để các em mau trở thành tiên cá. Bây giờ tôi so sánh cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa cái Nokia 3310 hàng chính hãng tôi đang dùng với cái cũ là hàng của Bắp mà tôi mua có 300 ngàn, hàng nhái của Trung Quốc. Không ngờ Trung Quốc cái gì nhái cũng được. Cái khe cắm sim của hàng chính hãng thì nó nằm vị trí cũng khác so với cái đồ của Trung Quốc nó làm. Đó, khe cắm sim là người ta nằm cùng một phía với cái sim một luôn. Còn bên Trung Quốc thì mặt thiết kế bên trong nó khác, rất là choáng chỗ. Hy vọng là em ấy có thể pin chờ được lên 25 giờ. Cục pin nhỏ này mà chờ được 25 giờ hả ta? Cố gắng nha, chứ phân cuồng tiêu nhiều lắm đó. Nhá máy hoài liên tục luôn đó bạn ơi. Nokia 3310 ơi, con ráng chịu đựng nha. Tiêu nó đang hy vọng các đệ tử người cá thật sự sẽ gọi cho mình, mà các đệ tử thật sự thì ít, mà phân cuồng rồi mấy đứa giống như là ma quỷ vậy đó, nó gọi nó ám nó phá nó báo hoài, có đứa ngồi gọi cho tiêu nó tục nó bậy nữa. Mấy cái đứa đó là thôi tôi chịu thua luôn. Wow, điện thoại đẹp chưa nào các bạn, bóng loáng đấy. Tiêu nó làm hết mọi cách để giúp đỡ cho các bạn người thường trở thành người cá, mà các bạn không hiểu được, các bạn không chịu tập luyện để trở thành người cá mà cứ lo đắm chìm vào những cái ảo tưởng của người thường thì các bạn sẽ khổ thôi. Bây giờ cái điện thoại màu cam á, là để những phụ huynh người cá và những bạn người cá có cái số phone đặc biệt của Tuyun gọi. Còn cái điện thoại màu vàng á, là Tuyun để cái số 0909233501 á, tất cả mọi người đều có thể gọi vô cái số đó. Bây giờ Tuyun test cái chức năng chơi game ở trên cái điện thoại này. Trên cái Nokia cùi bắp mua của Trung Quốc 300 ngàn cũng chơi được, nhưng mà màu nó không có đẹp. Còn bên chính hãng thì chơi cái con rắn bắt mồi á, màu sắc đồ nó linh hoạt, nó đẹp hơn, các bạn có thể nhìn thấy rõ được điều đó đúng không? Đó, hàng nào của đó. Và đặc biệt hơn là thích một cái là cái đồ cùi bắp á, người ta nhắn tin cho mình không có được. Là ai mà gửi tin nhắn cho tôi là không bao giờ nhận được, chỉ có thể nghe phone được thôi. Mà cái màn hình nó bự, nó đẹp. Rồi các bạn thấy hai cái phone này đẹp không? Tổng chi phí là khoảng 1,5 triệu thôi, có hai cái phone. Nghe gọi đã đời. Đẹp mắt, không sợ bị trộm cướp. Không ai ganh tị với mình. Ai muốn giật đồ cầm đồ, được thì cứ cầm đi. Vậy nha các bạn. Tôi test cái phone thấy nó ok lắm rồi nè. Chức năng. Cái chức năng ở trên cái điện thoại Nokia 3310 chính hãng á, sử dụng rất là dễ. Cái chức năng nó rất là linh hoạt nha các bạn. Còn với cái của Trung Quốc á, nó làm mấy cái nút nhấn mình khó bấm hơn. Đặc biệt là cái điện thoại này là nó vô web được nè. Nó chơi game nghe radio được luôn. Muốn nghe radio á, thì mình cắm cái dây headphone vô cái lỗ thì nó sẽ nghe được radio, nghe đài phát thanh. Rất là hay, rất là tiện. Ok, hy vọng các bạn yêu thích cái điện thoại Nokia 3310 này nha. Còn tiêu thì thật sự mãn nguyện khi dùng cái điện thoại này. Chắc là tôi sẽ không mua điện thoại nữa đâu. Xài cái này luôn là được rồi. Kể từ bây giờ cho đến từ giả thế giới này.